chiều nay, giá xăng dầu trong nước tại phiên điều chỉnh ngày 21 tháng 7 đã giảm mạnh xuống mốc 25.000 đồng trên 1 lít. Đây là lượt thứ hai trong vòng 1 tháng qua, giá xăng dầu trong nước giảm mạnh cùng đà giảm của giá xăng dầu thế giới. Cụ thể, tại kỳ này, cơ quan điều hành quyết định giảm xăng E5RON92 là 2.710 đồng trên 1 lít, còn xăng RON95 giảm 3.600 đồng trên 1 lít. Dầu diesel cũng giảm với mức nhẹ hơn là 1.740 đồng trên 1 lít, dầu hỏa giảm 1.100 đồng trên 1 lít, dầu ma rút giảm 1.170 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, có rất nhiều người dân đến mua xăng, phần lớn tất cả người dân đều phấn khởi khi giá xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh. Hiện xăng giảm là vui rồi. Mình đi làm thuê này xăng giảm là sướng, rồi xe ôm xăng giảm là sướng lắm. Giá xăng giảm nên là mình đã đi đổ. Giá xăng giảm nên là mình đã đi đổ ấy. Tâm trạng chắc chắn là vui giống tất cả mọi người rồi. Công việc mình thì cũng phải di chuyển nhiều đấy, cũng khá là tốn xăng đấy. Nên là hôm nay giá xăng giảm như này thì mình thấy rất là vui ạ. À, xăng giảm thì đi chạy ship thì nó đỡ tốn tiền xăng hơn. Thế này à, kinh tế thì chắc nó cũng đi lên. Để trước chạy bến áp thì nó cũng chả tăng giá lên đâu. Xăng 30 thì được tầm 13-14.000 đơn. Bay nó cũng vẫn thế mà. Được cái là xăng nó rẻ hơn mình, đỡ tốn chi phí đi lại rồi, tiền xăng đi lại rồi. Hiện trước những diễn biến bất thường của giá xăng dầu trên thế giới và trong nước thời gian qua, chính phủ đã đốc thúc các bộ công thương, tài chính lên phương án giảm thuế phí trong xăng dầu, đồng thời ngăn chặn tình trạng găm hàng, buôn lậu xăng dầu. Từ tháng 4 đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hai lần cho phép giảm thuế bảo vệ môi trường trong xăng dầu, tổng mức giảm tối đa 3.000 đồng trên 1 lít xăng dầu nhằm giảm áp lực giá xăng dầu, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 19 lần điều chỉnh, trong đó 13 lần tăng và 6 lần giảm giá.